Đúng, bố sắp mất thì bố bảo đi nó lái, bố bảo không lái thì đi, bố mất thì bố bảo đi nó lái, con trai À, mới lái anh ạ. có nghĩa là lúc mà bố sắp mất đúng không? Vâng. Là bố muốn nhìn thấy là con của mình là có một người con dâu đúng Thì bố của mình thì bị cái căn bệnh nào mà mất? Suy tin anh ạ. Bị suy suy tim à? Và Cái mìn thì cho anh hỏi lý do là tại sao lại mìn chưa lấy vợ. vì hoàn cảnh khó khăn không có gì thì ông lái, em trai lái. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. À, thưa các bác, hôm nay cháu Lực sẽ cùng em Sử đi thăm một cái hoàn cảnh mới. Cái hoàn cảnh này thì cũng là một trong những là người bạn của em Sử trong thời gian qua đã giúp đỡ cho em Sử là việc là nhà nhà của bác, và đồng thời đó thì cháu Lực cũng đã thuê em ấy để mà vận chuyển cái cát cũng như là sỏi mọi cái này. Như Sử là em mìn là bằng tuổi em hay là hơn tuổi? Hơn tuổi ạ. Hơn tuổi này à? Vâng. Đấy, thế thì bây giờ là từ đây đi thì có còn đi xa được không? Thì chỗ này đi á, nhà ấy. Không xa máy đâu. Không xa à? Thế là anh em mình để xe ở đây nhá. Vâng. Đây, bây giờ thì xin mời các bác là cùng cháu Lực với lại em Sử này là đi thăm cái hoàn cảnh mới của bác nhá. Và trước khi mà đi vào thăm hoàn cảnh mới đấy của bác thì cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Tố Giáng My. Khi mà cháu Lực đi vào hoàn cảnh thì đều có sự đồng hành của chị là đi cùng cháu Lực để mà thăm. Cháu Lực sẽ lại trích tiền quý của chị ra để mà tiếp tục là đi vào thăm hoàn cảnh của em Min. Như hôm trước thì cháu Lực cùng với em Sử là đi mua lợn của bác thì cũng vô tình vào và chứng kiến hoàn cảnh của em Min thì cũng là khá là đặc biệt của bác ạ. Cháu Lực cũng nghe qua em Min kể rằng là đang đi học thì là biết là bố bị bệnh thì là dừng cái việc học đấy lại, là không có đi học nữa. Ôi, chỗ này có vẻ như là nhìn có vẻ thơ mộng phết nhở. Vâng. Đấy, một cái đồi măng nứa rất là dày đặc không ạ, như kiểu cây nó lớn nó cũng ngang ngang tầm nhau nhở, nó không Vâng. có cây to cây nhỏ mấy. Vâng. Như em với mình thì là mình hơn tuổi thì em gọi mình bằng anh, hay là chỉ là gọi bằng bạn bè thôi? Gọi bà. Gọi bà anh ạ. Là gọi bằng anh à? Vâng. Ui, chỗ này mà nếu mà ai lái xe xuống đây thì cũng sâu đấy nhỉ, Vâng. vực sâu quá các bác ạ. Như kiểu sắp bị ốm hay sao các bác, tẹt tịt mũi quá. Ô, nếu mà nãy anh em mình đi xe vào đây cũng khá là trơn đấy nhở. Vâng. Trời mưa thì chắc là không có lên được. Còn hoàn cảnh của em mình như thế nào đấy cô bác? Thì bây giờ thì xin mời các bác cùng cháu Lực với lại em Sử đi tìm hiểu thêm về cái hoàn cảnh của nhà mình một chút. Như bố của mình thì là vừa mới mất hả Sử? Vâng. Được tầm mấy tháng rồi em có biết không? Em không nhớ rồi. Cũng không nhớ rồi à? Vâng. Trước Tết này là sau Tết? Trước Tết. À, trước Tết thì chắc là độ tầm được tầm 6 tháng, 5 tháng rồi. Này thì không biết là có gặp mình ở nhà không ấy. Vâng. Mùa này thì là ở trên chỗ nhà Sử là đang là mùa làm ruộng rồi nhỉ. Mình sắp đến nó sao đúng không? Vâng. Nhà bên này à? Vâng. Nhưng mà có chó, chó to ấy. Có Nhà mình chó. lóng nọ anh em mình vào là có chó đấy. Vâng. Min ơi! Min ơi!
Biết là có ở nhà không? Mìn ơi! Thì chắc là đi làm ruộng đấy nhở? Ôi con gì đây? Chó gì đó? Ôi con gì đây? Mùi quá, bọ hung vậy. Túp, túp. Mìn ơi. Chắc là mìn là không có ở nhà rồi nhỉ. Ôi con không biết là ai đi bắt con bọ hung này nhiều đấy. À mìn ở nhà à? Con này bắt để làm gì đấy mìn? Trai bắt để đi bán anh ạ. Trai bắt để đi bán à? À anh chào mìn nhé. Ôi, bắt cái này thì bán như nào đấy? Em không biết được anh ạ. Không biết à? Nên em trai đi nhặt về à? Vâng. À, thế là vừa làm ruộng là vừa nhặt về à? Vâng. À, bắt có bọ hung để mà phơi khô xong là đem đi bán đấy cô bác. Mì đây chó nhá. Vâng. Em có để cái canh chó cho anh tí đâu. Ôi, ở đây có nấm tai mèo nhiều đấy này. Đây này. Cái này có từng ăn không? Có anh. Có à? Nhà mình có hai con chó to quá đây này, đây có nấm tai mèo nhiều quá cô bác ạ. Này ôi mình ơi, em không hái nữa là tí trời nắng là hỏng hết rồi. Em lấy cái bác đi ra hái luôn đây này, không là tí trời nắng là hỏng hết. Xong rồi để vào phơi khô cũng được mà, nấm tai mèo đây. Ở đây là trời mưa thì nó mới có thôi, còn trời nắng thì nó hỏng hết rồi. Tranh thủ là hái như này này. Đây anh hái cho. Đây. Em lấy cái bát này. Cái nấm tai mèo này mọc tự nhiên này các bác này. Đây là mình là một mình ở nhà thôi à? Vâng. À. Đây nấm tai mèo nhiều quá các bác ạ. Cái này thì nếu mà để mà phơi khô thì cũng được. Ở trong rừng sâu thì có nhiều đấy nhỉ cái này ấy. Có cây cũng có, cây cũng có anh, có chút đi. Phải cây khô mới có được. Cây khô nhưng mà nếu mà hôm nào trời mưa là có nhiều lắm đấy nhỉ? Ừ, có chỗ thì có, chỗ cũng không có. Đây. Người ta cũng hái đi hết. À. Đây người ta hái có bây giờ để khô không? Không biết được, em chỉ thấy người ta hái đi bán. À là chỉ hái đi bán à? Đây này nó nắng lên cái là nó hỏng hết rồi này, cái loại nấm tai mèo này. Đây thuộc dạng như kiểu là mọc nhí của bác ạ. Cái này để mà đem đi bán thì cũng khá là đắt đấy. Ủa đây không. Đây dưới này có nhiều lắm này này. Ủa đây cái kia bị chết hết, bị hỏng hết rồi. Ừ. Cái này là cũng sắp bị hỏng rồi đấy này. Vâng, nó lấy thì đây là cái cây nào mà khô nó bị mọc mầm thì nó mới hay có. Cái này thì hỏng rồi thôi. Đó. Hết rồi đấy. Tách này bị thủng hết rồi. Vâng. Đây này. Này mà để mà phơi đấy chắc là trời mưa to lại có nhiều ấy nhỉ? Vâng, đây để đây chứ mưa thì lại có. Anh Sứ ơi, cầm thùng mì tôm anh Sứ, đi vào nhà mìn một tí. Ừ. Ôi, anh Sứ, tưởng có chó. Đi vào đường nào, đường này à? Đường này cũng được anh. À, đi đường này đi. Đường này sợ thì có chó. Nhà mìn thì có chó rất là to các bác ạ. Đây là em đi lấy cỏ à? À, đi lấy củi về à? Vâng. Em để ý chó cho anh tí nhé. Vâng. Chó này nhà em không bị xích vào à? Có anh. Chắc phải cầm một cái hung khí được không? Nếu về còn dọa không? Wow.
Chứ. Vậy nhà mình thì là phần bên ngoài của bác cũng hoàn toàn là làm bằng phần trình tường hết. À, đang nấu cơm à? Vâng. Đây là đang xào cái gì đây? Rau nữa anh ạ. Xào rau à? Vâng. À. Hay vào trong nhà của mình đấy cô bác ạ. À, phải tháp một cái bóng điện nó nhỏ này thì nó mới sáng được. Em mà xem rau đi, không là tí rau cháy rồi, chín hết cháy rồi. Anh em soi đèn rau này. Cái kia là cám lợn à? Vâng. Ừ. Trong nhà thì có khá là nhiều đồ đạc này. Em trai với lại mẹ đó hết rồi. Đấy em không biết đợi anh ạ, lúc em đi cày về không thấy. À thế là hôm nay là em đi cày à? Vâng. Ồ đây để ăn, thế tí ăn nguyên rau cải thôi à? Vâng. À. Bây giờ là đun cho nó sôi à? Vâng. Cho nó sôi thì mới lấy ra anh chín. Nhà mình thì có một cái bóng điện duy nhất này thôi à? Vâng. Một tháng này bóng điện này rơi tầm bao nhiêu tiền điện? Một tháng thì gần 20, hơn 20 chứ anh ạ. 20.000 à? Vâng. Bộ. Thế là thắp nguyên cái bóng điện là một tháng là 20.000 à? Cả không cần cái bóng điện sạc điện thoại các kiểu. À sạc điện thoại nữa đúng không? Vâng. Thế mình là có điện thoại đúng không? Vâng. Em trai có không? Có à? Ừ. Trước mình đi đâu làm gì về để mà có tiền mua điện thoại? Em đi làm. À đi làm à? Vâng. Thế là cơm trưa hôm nay là có mỗi nồi rau cải với thôi à? Vâng. Tí là có đợi mẹ với lại em về để ăn cơm cùng không hay là mình ăn trước? Em ăn trước? Có, lúc đấy mẹ gọi bảo là đợi. Mẹ chắc là ra bên ngoài tí, có việc tí. Là ra bên kia tí đúng không? Vâng. Nên là sáng là đi cày à, cũng không biết là mẹ với lại em trai đi đâu à? Vâng, xong về đến mẹ gọi điện, xong gọi điện hỏi mẹ. À, mẹ gọi về đúng không? Vâng. Nên là tí là ba mẹ con là ăn cơm là nguyên một nồi, một chảo rau cải thôi. Không có thịt để mà ăn cùng. Vâng. Hãy ngồi ở đây một lúc mà cảm giác là nóng quá cô bác ạ. Thế mình thì cho anh hỏi là chỗ ngủ của mình thì là ở đây à? Có em trai anh ạ. Của em trai à? Vâng. Thế là em là ngủ bên nào? Dạ. Em bên kia anh. Em là ngủ bên kia à? Vâng. Thế là ở trong nhà thì là ai với ai ngủ? Trong nhà mẹ với em trai. Mẹ với em trai là ngủ trong nhà. Vâng. Còn em thì ra ngủ bên hông đúng không? Vâng. À. Hôm nay thì anh lại tiếp tục là vào thăm mìn một chút đấy. Và xử ơi, em lấy thùng mì cho mìn đi. Ấy, mìn ơi, anh gửi mìn một phần quà nhá. Vâng. Em xin ạ. Rồi. Tại ở đây thì là được chị Giáng My là gửi cho mìn. Hôm nay thì là anh mua thùng này là hết là 90.000. Đấy. Và anh sẽ trích tiền của chị Giáng My ra là 200.000 nhá. Là 200.000 thì anh không biết anh vào đấy không biết là mua gì. Vâng. Anh chỉ biết là mua một cái thùng mì thôi. Đấy thì 200.000 thì còn dư còn lại là dư là 101 nhá. Vâng. Thì anh gửi cho mình nhá. Em xin. Rồi. Ê, mình thì có biết nói tiếng phổ thông lưu loát không? Nói được không? Những cái từ cảm ơn thì em biết nói không? Có nhưng mà thế em gửi một lời cảm ơn tới chị Giáo My nhá. Vâng. Em cảm ơn chị Giáo My. Rồi. Đây. Đang lúc mà ôi sôi rồi. Vâng. Em cứ bỏ, em cứ cất đi. Đấy. Vâng. Không mà tí em cứ cầm đứng ở cột này. Đứng ở cái cột này. Ôi, nhìn những cái dây điện thì anh cũng thấy là ghê quá mìn ạ. À. Hầu như là những cái dây điện này của bác này nó cùng một màu với lại cột hết. Màu đen xì hết rồi. Cái chỗ ngủ của em trai thì
Cái giường này cũng nhỏ quá cô bác ạ. Theo như cháu Lực nhìn đấy là giường này thì độ là gần 1 mét thôi. Em trai còn đi học à? Em trai không học, học hết được anh ạ. Em trai học hết lớp mấy? Gần hết lớp 9, 208. À hết, vẫn hết lớp 9 đúng không? Vâng. À. Có hai em trai anh em á. Có hai em à? Vâng. Thế là gia đình của em là tổng là có hai em trai, em nữa là ba, mẹ là bốn người à? Vâng. Ờ. Thế... mà em có một em trai muốn lấy vợ anh ạ. À, em trai em lấy vợ rồi? Ừ, em có một em trai lấy một em chưa anh ạ. À. Có một em trai 206. À, em trai 206 thì chưa lấy vợ đúng không? Lấy anh ạ, còn 208 chưa lấy. 208 là chưa lấy vợ? Vâng. Thế em trai em 208 thì năm nay có điều làm gì không? Không anh ạ, vẫn nhà anh ạ. Vẫn ở nhà? Vâng, nó bảo là nó bé con nó đi làm sợ người ta không nhận thì nó ở nhà. À. Thế là đây là nồi cơm à? Vâng. À. Đợi mình nấu cơm xong thì sẽ ngồi nói chuyện với mình một chút các bác ạ. Bây giờ nấu xong chưa mình? Giờ anh ạ. Xong à? Thế anh em mình ngồi đây nói chuyện một tí. Vâng. Sửa ngồi trên kia đây em. Anh mình ngồi đây. Cho mình này, cho mình ngồi sửa luôn. Đấy. Là trong thời gian vừa rồi thì anh không biết là em có một cái hoàn cảnh mà nó cũng khá là đặc biệt đấy, và bây giờ là em là người lớn nhất ở trong nhà anh cả đúng không? Vâng. Thế còn là một người em thì đã lấy vợ rồi. Vâng. 2K8 là lấy vợ rồi á? 2K6. À 2K6 là lấy vợ. Vâng. Còn em 2K8 kia thì làm gì? Chưa, không làm gì anh, ở nhà. Ở nhà thôi à? Vâng. Như mình thì hiện tại thì là lấy vợ chưa? Chưa anh ạ. Vẫn là chưa lấy vợ à? Vâng. Nhưng mà tại sao em trai lại lấy vợ trước ấy? Em bố mẹ lại cho hay là như nào? Đúng, bố sắp mất thì bố bảo đi nó lấy, bố bảo không lấy thì đi, bố mất thì bố bảo đi nó lấy. À, em trai mới lấy anh ạ. À, có nghĩa là lúc mà bố sắp mất đúng không? Vâng. Là bố muốn nhìn thấy là con của mình là có một người con dâu đúng không? Vâng. À, cho nên là như kiểu là cũng là một sự sắp đặt thôi đúng không? Vâng. Ở trên vùng cao thì hay có cái sự mà sắp đặt như thế của bác ạ. Đấy, như cái trường hợp em trai của mình đấy là lấy vợ đấy, cũng người bố của mình, người bố ấy, là sắp không có khỏi rồi, cho nên là muốn nhìn thấy một người con dâu. Đấy, mình thì là hiện tại là chưa lấy được. Đấy, mình thì cho anh hỏi lý do là tại sao lại mình chưa lấy vợ? Vì hoàn cảnh khó khăn không có gì thì không lấy, em trai lấy thì em không lấy anh ạ. À, mình thì năm nay là được 20 tuổi rồi đúng không? Vâng. Thế là những cái công việc hàng ngày mình ở nhà thì là mình hay làm những cái gì? Là đi lấy cỏ, bây giờ thì mùa này thì đi cày, đi lấy cỏ anh ạ. Vâng. Lấy cỏ à? Vâng. À, mùa này thì là đi cày nhiều hơn đúng không? Vâng. Như hôm đó là anh bắt gặp em là đang cày ruộng kia đúng không? Vâng. À. Thế như mình thì nếu mà những cái mùa nào mà hết việc ấy thì có từng là đi làm thêm những công việc gì không? Có không, nhà không có việc thì có đi làm thuê. Đi làm thuê à? Vâng. Cái công việc làm thuê của mình thì hay làm những công việc gì? Đi trồng sắn. Trồng sắn? Vâng. À, trồng sắn ở tận đâu? Bảo Hà anh ạ. À, là đi ra Lào Cai à? Vâng, Lào Cai Bảo Hà. Ra Lào Cai để làm trồng sắn. Đấy là công việc mà em hay thường đi làm. Vâng. Thế mà đi làm như thế thì một ngày người ta trả cho bao tiền? Ngày 200 anh ạ. Một ngày 200, một tháng thì cũng rơi tầm 6 triệu. Nhưng mà làm đủ một tháng không? Không anh ạ, không làm, nóng quá không làm nổi à, được. Nóng quá là không làm được đúng không? Vâng. Thế mình thì cho anh hỏi, xin phép hỏi một chút nhé, về bố của mình đấy. Thì bố của mình thì bị cái căn bệnh nào mà mất? Suy tim anh ạ. Bị suy tim à? Vâng. Lúc mà bị suy tim như này thì là... Vậy mình thì vừa rồi bảo là mẹ với lại em là chưa có về được cô bác. Là em ăn cơm trước để mà một tí nữa lại đi làm ruộng đúng không? Vâng. À, em mình là cứ ăn cơm đi. Vâng. Trên này thì có vẻ như cũng khá là thấp cô bác ạ. Hầu như là ngôi nhà của mình với lại ngôi nhà của em Sử, ngôi nhà cũ đấy, thì là ngôi nhà như nhau Sử nhỉ? Thì hầu như là tất cả mọi cái là sinh hoạt
là đều nằm ở trong nhà hết cả cô bác ạ. Chúng chú thái cỏ cho trâu này thì cũng được, là thái luôn ở gần cái giường của người mẹ với lại người em thôi. Ở trên là chỗ ngủ thì phủ những những cái tấm ni lông hay tấm bạt ấy, mà hầu như là chuyển một cái màu đen xì rồi. Này đêm mà ngủ mà không cẩn thận mở mắt là cái đây là em này à? Vâng. À. Đây ôi em thì có vẻ lớn hơn em này hai cơ mấy? Cơ 6 anh. Hai cơ 6 à? Vâng. À. À em này là hai cơ 6 là lấy vợ rồi đúng không? Vâng. Em trai này là vừa đi đâu về? Vừa đi lấy củi về ạ. Vừa đi lấy củi về à? Vâng. À, em là sinh năm 2K8 ấy đúng không? Đúng. Sinh năm 2K8 như này thì là lấy vợ ở nhà em ấy. Vậy. À, em thì năm nay được bao nhiêu tuổi? Được 17 tuổi rồi ạ. Được 17 tuổi à? Vâng. À, hầu như là ở trên vùng cao các bác, như thanh niên, có thể là có thanh niên lấy vợ rất là sớm. Như về cái hoàn cảnh của em mình. Em vừa rồi em bảo em tên gì ấy nhỉ? Quỳnh. Quỳnh à? Vâng. Quỳnh à? Quỳnh ạ. Quỳnh à? Vâng. À, tên giống con gái nhỉ? Quỳnh. Quỳnh đúng không? Em Quỳnh là lấy vợ là khi mà bố bị suy tim các bác, là giai đoạn cuối rồi. Thành ra là bố cũng muốn ngắm nhìn một người mà con dâu của mình, cho nên là em Quỳnh là em ấy lấy vợ trước. Thế là buổi tối là em ngủ ở đây à? Vâng. Ngủ ở đây thì có vẻ như là anh thấy là hầu như là không có tấm chăn chiếu nào ấy nhỉ? Có chăn thì có một ít thôi. Đấy. Đấy, cho anh mượn mic một tí nhá. Đấy, thử. Cùng em Mìn với lại em Quỳnh là sẽ ăn cơm một bữa của bác ạ. Xem là những cái bữa cơm của gia đình của mình thì sẽ gồm là những thực phẩm hay là thức ăn gì. Cái này là dùng để làm gì đấy Mìn? Cho lợn anh ạ. À cái này là dùng để cho lợn à? À. Thấy là toàn là cây củ cải đấy cô bác. Ủa bát này thì vỡ hết rồi. Vâng, không có bát bị ăn bát vỡ rồi anh. Ồ. Bát này thì là hầu như là bị vỡ hết rồi. Đấy. Ôi ôi dép hỏng hết rồi à? Thế là không đeo dép à Queen? Đang dép để hỏng hết à? Ôi rồi đây này cô bác này, dép ấy là hầu như là dùng đinh để mà đóng vào đây này. Có những cái thế là dép của em là hỏng là dùng đinh để đóng vào à? Vâng. Nó hỏng hết thì đinh đóng vào đây. Một đôi dép này thì là nếu mà mua mới đấy cô bác là bằng một cái bó củi mà em mìn là em mới đi lấy luôn. Sướng cơ. Vào trong nhà thì thật sự ra rất là tối cô bác ạ. Chỉ là các em thì sống quá là quen rồi thì thành ra là mới có thể mà thấy được. Và những cái vách tường thì cháu được nhìn thấy là bị nứt rất là nhiều này cô bác này. Hầu như là ngôi nhà chỉnh tường nào mà làm lâu thì cũng bị nứt như thế này. Có đây cả thấy giấy khen đây này. Ấy em A Quỳ, cơm thôi. Đây. Sứ cơm ơi, sứ. Ra đây. Ra đây. Anh mua lên đi nữa. Ra đây, hả? Thêm một bát à? Đây sứ nữa. Ăn nổi á? À. Này đúng không? Nhà mình thì chỉ có nguyên là một món rau cải thôi cô bác ạ. Rau cải thì là rau cải mèo đúng không? Tại mình thì còn ăn trên là một cái bát mà hầu như cô bác này bị nứt vỏ hết rồi. Thế là mẹ với lại một em nữa thì là về sau hả Quỳnh? Sử ăn cơm đi, vào đây. Nào đi Sử.
Cái sử thì là vừa ăn xong rồi thôi, anh cũng lấy bát nhỏ nhỏ thôi. Hầu như là bát nào cũng bị như thế cả nhà. Có cái này thì hình như là mới mua hay sao ấy. Đây, đây, đây anh xới cơm đi. Đây, đây, bát cơm đây. Xới cơm đi. Đây, thanh niên này thì cũng vừa đi làm về mệt này cô bác. Thế Quỳnh thì ăn cơm thì ăn được tầm bao nhiêu bát? Một bữa ăn cơm của Quỳnh nhé. Ăn được 3 bát à? Vâng. Thế còn là mình ăn cơm thì được bao nhiêu bát? Có lúc ăn được tầm 5 bát, có lúc thì vẫn ít. 5 bát á? Vâng, có lúc ăn nhiều thì vẫn. À, thế những lúc ăn 5 bát như này thì đi làm về mệt à? Vâng. À, thế bây giờ hai anh em ăn cơm luôn? Vâng. Ăn cơm luôn. Em mời anh ăn cơm. Cháu Đức cũng xin mời tất cả các bác cùng hai anh em ăn cơm. Thằng nghe ra là nếu mà hôm nay anh biết mua gì ấy thì là mua cắm mắm lên. À, còn nhà có ăn cắm mắm không? Có anh ạ. Có đúng không? Ừ. Một là cái món duy nhất của cô bác thôi, chỉ có là rau cải mèo thôi. Ở đây thì không phải là cháu được chê mai hay là có cái điều mà gọi là không thích đâu các bác, nhưng mà thật sự ra nếu mà các bác cảm nhận được rằng là chỉ ăn cơm với lại rau cải hay là chỉ chan nước lá thôi, thật sự ra là những cái bữa cơm đấy rất là đạm bạc các bác ạ. Đấy, nhưng mà trong gia đình ấy, nếu mà hôm nay mà đầy đủ thành viên, có cả thêm cả mẹ nữa, cả thêm một người em nữa, là có 4 người đúng không? 4 người là gọi là chung nhau ăn một cái gọi là thức ăn ăn cùng đấy các bác, chỉ có một bát rau cải thôi. Thế là em đúng không? Vâng. Gọi em ăn cơm đấy. Nhà má chú ơi. Chú. Phải. Phải. Hai bạn lắm ạ. Thế lắm ạ. Nhanh. Nhà má là... Thế. Nói gì á? Bà cứ ăn sau anh. Ăn được nè. Bà gặp mẹ về ăn cùng đấy. Mẹ về sau anh ạ. Mẹ về sau á? À thế là vợ, vừa này là vợ đúng không? Vâng. À. Tối đi mua cá mắm nhá, đừng lấy tiền đây đánh nha nhá. Vâng. Thấy chưa? Vâng. Tối là đừng có sử rủ rủ đánh nha, là lấy tiền đấy đánh nha nhá. Vâng. Sử là nó bây giờ nó được người khác giúp đỡ nhiều, nó có tiền. Đấy, thì nó thế. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thế hai anh em thì là một tháng thì được ăn thịt bữa nào không? Một tháng thì có lúc có khách thì mới được ăn anh ạ. Lúc có khách à? Vâng. Có khách như này thì mình đi mua thịt gì về ăn? Thì có gà thì mình bắt một con gà thì anh ạ. À, là bắt, có nghĩa là bắt gà nhà mình tự nuôi đúng không? Vâng. À, thí dụ như có khách thì mình mới được ăn đúng không? Vâng. Ví dụ cơm này bây giờ nếu mà không ăn hết thì để sáng ngày mai ăn không? Hay là... Tí tối. À tối ăn à? Thế nấu một nồi cơm này là để từ sáng đến tối đúng không? Chưa, có lúc thì chưa đủ anh. Được chưa đủ á? Vâng, có lúc thì được hơi 2 bữa anh. Tại vì là thật sự ra, quá
gia đình của em và mình là ai cũng đi làm công việc mà rất là vất vả, cho nên là ăn cơm mà rất là khỏe. Tại vì sao thì mới hàng năm thì mới thiếu cơm ấy, thưa luôn. Nếu không ăn nhiều thì làm không nổi anh ạ. Ăn ít thì làm không nổi. Phải ăn nhiều mới làm được, mới làm được. Đi làm vất vả như thế thì cũng không thấy có tiền đâu nhỉ. Vâng. Phải làm được thí dụ như ngày hôm nay đi làm được 100 là đi mua mắm muối mì là cũng hết rồi. Có phải là ngày nào cũng đi làm được 100 đâu nhỉ? Vâng. Có ngày đi bán được bó củi ấy, thì được có 20.000 đến 30.000 thôi. Hai em cơm nhanh nhá, không phải ngại anh đâu nhá. Vâng. Nhá. Vâng. Không phải tí chiều các em không có sức để mà đi làm ruộng đâu. Ăn đi anh. Hai em ăn đó, anh ăn no. Mẹ về sao quá nhỉ? Nào mình thấy cái ông rồi. Bây giờ gọi mẹ về ăn cơm cùng ấy. Vâng. Mẹ với lại em thì chắc là cũng về đúng không? Em là cũng vẫn có điện thoại đúng không? Đúng. À, thế là vừa rồi là đi với mẹ thì ra là mới gọi được đúng không? Vâng. Điện thoại cảm ơn người làm bàn phím. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn ạ. Vâng. Tự đi kiếm tiền cũng đi làm tiền. Mới mua được đúng không? Vâng. À, hai anh em là ăn đi nhá. Vâng. Anh xin phép là anh ăn no rồi. Mẹ của em mình thì cũng về thôi cô bác ạ. Ôi nhưng mà nhìn thật sự ra em bảo là 5-7 tuổi đúng không? Nhưng mà nhìn trong tầm độ tầm 60 tuổi rồi cô bác ạ. Có vẻ như là công việc hàng ngày của gia đình thì ai cũng làm mà vất vả, là già trước tuổi. Ôi em trai đâu rồi? Mẹ có biết nói tiếng Nùng không? Có. Nói cái à. Thế chưa? Nó ăn con ít chó. Không nhau. Chó ấy. Thế chó chó mà. Ôi thằng nhìn ăn ít đi. Hay là ngại anh quay phim ngại ấy? Anh ăn là phim gì? Đang quay phim ngại ấy nhỉ? Mẹ đi lấy nước à? Đi rửa bát anh. À, nhà mình là có hai cái nhà đúng không bây giờ ấy? À. Em trai lại ở riêng à? Ở chung anh ạ. Chị khói thầm ạ. Người ta cũng chị khói. Mà là chị già nữa. Chị là chị già. Cứ tấm non nào.
Hello. Thế là ở nhà là ví dụ như ai về trước nấu cơm xong là ăn trước hả? Ăn con nếu đói thì ăn trước anh ạ. Nếu đói thì ăn trước à? Vâng. Ăn xong thì là lại đi làm đúng không? Vâng. À, thành ra là mày không có đợi bữa cơm là cùng ăn đúng không? Vâng. Tại mẹ về thì cũng ăn gọi là chị Quyên là bát rau cải đó cô bác ạ. Vừa rồi thì rau cải còn thế thì em múc thêm rau cải cho mẹ đi. Tắm á, đây Hà Thíp cởi tắm á. Sao đây sốc tiếp rồi ta? À, thế là sang năm sau thì mẹ của các em thì cũng được là 60 tuổi rồi các bác ạ. Những bữa cơm của gia đình là chỉ có rau với lại toàn rau thôi. Nếu mà như hôm nay mà đông đủ ấy là sẽ có 4 người đúng không? Vâng. Là có 4 người là cả em Quỳnh với lại thêm là một người em trai là tên là gì? Chùa. Chùa. Vâng, tên Chùa. À tên là Chùa đúng không? Vâng. Vừa rồi thì anh vừa em nói mẹ của em ấy, gần 57 60 thì anh nghĩ là vẫn còn rất là trẻ, nhưng mà sau khi mà anh gặp mẹ của em thì thấy là độ tầm như là gần 70 tuổi rồi. Vâng. Như kiểu là làm nhiều quá thì ra lại bị già trước tuổi. Vâng. Hôm nay thì cháu Lực cùng em Sử lên thăm về cái hoàn cảnh của nhà em Vân đúng không bác? Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn chị Trần Đồ Giáng My. Lúc nào chị cũng luôn luôn đồng hành cùng với cháu Lực đi vào thăm những cái hoàn cảnh mới như thế này. Hay hoàn cảnh của em Vân thì vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng các bác là tìm hiểu về cái hoàn cảnh là cái gia đình như thế nào rồi, thì cũng rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác là yêu quý hoàn cảnh của em mình với lại em Vân, em Quỳnh thêm là Chuồn rồi đúng không? Vâng. Mẹ thì cũng năm nay cũng khá là già rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là vẫn có phải đi ra ngoài là làm rất là lao lực của bác ạ, nuôi các em lớn khôn đến từng ngày thì đáng lẽ ra là được nghỉ ngơi rồi, gọi là đến tầm tuổi là chỉ hưởng thụ rồi đấy, nhưng mà khi mà người chồng của mẹ mất ấy, thì là không có ai để mà làm trụ cột chính cho gia đình nữa. Bây giờ thì là em Vân là này là người là trụ cột chính cho gia đình rồi đấy, rất là cuộc sống rất là khó khăn của bác ạ. Hãy cảm ơn các bác đã theo dõi video, chắc là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Vân nói lời chào tạm biệt các ông các bà nhé. Tạm lời các ông các bà. Đây, cho em Quỳnh để một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Con chào tạm biệt các ông bà. Cháu xin kính chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.